Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Trực tiếp đám cưới Thanh Ngân và dại ra nhiều tuổi. Tối hôm nay, ngày 26 tháng 5, Thanh Ngân chồng đại gia sẽ làm đám cưới tại thành phố Hồ Chí Minh. Đám cưới của nam cầu thủ được cho là có tính bảo mật cao nhất từ trước tới nay trong giới sai Việt. Khách sự đám cưới Thanh Ngân phải mang theo thiệp mời có in thẻ từ để quét mã vạch vào bên trong hội trường tiệc. Mỗi tấm thiệp ghi rõ chỗ ngồi dành cho khách mời. Bên cạnh đó, các khách mời cũng được đề nghị quét mã QR hoặc để lại thông tin cá nhân vào một website để ban tổ chức gửi cho họ những hình ảnh chuyên nghiệp được chụp trong bữa tiệc. Phía Thanh Ngân cam kết bảo mật thông tin khách mời và việc làm trên nhằm hạn chế những hình ảnh không chính thức dò rỉ ra bên ngoài. Trước đó, hồi tháng 6, Thanh Ngân chồng đại gia làm lễ ăn hỏi bí mật với sự góp mặt của gia đình, bạn bè thân thiết. Hai ngày sau, Thanh Ngân mới công bố những hình ảnh chính thức trong buổi lễ để chia sẻ niềm vui với fan. Thanh Ngân là con út trong gia đình có truyền thống nghệ thuật lâu đời. Khi được nhiều người nhận định lận đận tình duyên, Thanh Ngân lên tiếng, "Thất bại, bất hạnh có thể là điều tuyệt vọng với người này nhưng có thể là may mắn với người khác, tùy vào cách chúng ta đón nhận như thế nào, dũng cảm vượt qua hay tự thương thân trách phận mà gục ngã. Đôi khi trong đời không có được thứ mình muốn lại là cả một sự may mắn kỳ diệu tôi tin vào bài học lớn nhất của cuộc sống là hãy cứ chịu đựng cho đến ngày tất cả mọi thứ trở nên có ý nghĩa về chuyện tình cảm nữ nghệ sĩ tin vào vạn sự tùy duyên thanh ngân cũng cho biết thêm cuộc sống hiện tại của cô vô cùng hạnh phúc và êm ấm vì không tranh đấu truy cầu hơn thua giờ đây tất cả những gì thanh ngân mong muốn chính là sức khỏe cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi nếu thích hãy like và share và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại